Xin chào các bạn. Nay ta giải cục Rubik, một số cục Rubik cơ bản của Betalight và giải Betalight. Thì những cục cơ bản của Betalight nó cũng có nhiều lắm các bạn. Như chẳng hạn như cái này, cục này Betalight, rồi Clover Cup tự Clover Cup, rồi Clover Cup Plus, rồi Helicopter, rồi cục này cũng là cục cơ bản. Cục phía sau cách tên tiền thì có phương pháp giải thì nó giống nhau y chang à, nó không được như skill thì nó biến đổi viên bự viên nhỏ, rồi cục này cục nọ nó biến đổi ra đủ thứ chuyện, và từ dòng skill nó phát triển lên nó cũng có biến đổi rất là nhiều. Còn riêng Betalight á, nó cứ nhiều đó đó, nó có mấy tour thôi. Cái đầu tiên là xuống xuống lên lên giữa ba viên ha, viên xanh viên đỏ viên trắng này, không xuống xuống lên lên nè. Cái này mình đã nói trong nhiều nhiều cục rồi, không trong Helicopter đâu đây, Cahiron này nọ đó, rồi đổi hai viên này, viên vàng với viên cam. Thành ra những cục này mà biến đổi mà nâng lên á, nâng nghĩa là biến đổi cục này ra thì nó lại không có hay. Trong kia skill á thì biến đổi ra rất là hay, những con cục kêu rất là hay, như kêu minh kỳ là biến đổi ra thành fish kêu lẫm chởm, rồi combo heron, rồi ultimate, rồi diamond, rồi fish kêu, fisher kêu, rồi tony golden the heron, rồi god pyramid, god kêu, nhiều lắm. Đó, những cục rất là hay. Nhưng mà cục này nó bình thường vậy thôi, giải rất là đơn giản. Nhiều bạn chơi thì cũng biết hết trơn cách giải rồi, không mình cũng vậy. Mình sẽ hướng dẫn chậm cái này để các bạn khác có tư liệu tham khảo mà làm cục này, sau đó mình giải cục này không? Này không? Nó có cái lẫm chởm là một bên ha? Các bạn xem tiếp cái link mình ở dưới đó, nó review gì dòng Kobe á, không lẫm chởm ra mà nó yếu lắm bạn, lẫm chởm yếu không? Nó không có gì hết trơn, nó không có làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú về cái lẫm chởm của nó. Nhìn thấy ghê lắm, nhưng mà các bạn ngồi các bạn xếp một hồi vô hết à, tại vì nó cứng nó không lẫm chởm được. Nè, vậy thì cứ đưa lên thôi, không đưa này lên, mình xếp này qua không được, cái này không được, chỗ này không được, chỗ này không phải của nó. Cái xếp lẫm chởm này thôi, không nó từ từ xếp không có gì hết á, một cái canh thành một cái thanh lên với một thanh xuống thì nó được. Cái này với cái này được nè, hình như cái này với này được nè, không được thì cứ xếp từ từ ha, cứ từ từ xếp vô. Vô cũng gần được rồi nè. Không có gì chơi các bạn ha. Rồi xong không lõm chõm thì trên cái dòng này nó chỉ có Cuba Cupless với lại helicopter luôn đề Cahiron thì nó phức tạp thôi. Đầu tiên chúng ta giải 44 cái viên trắng này, giải sơ bộ ha, nhưng mà cũng đầu tiên chúng ta bật những cái thanh thanh những viên cạnh này, nó không có nó không có đi không, ta bật lên để chúng ta biết cái mặt trắng nó như vậy. Rồi. Không xong không, dùng công thức xuống xuống lên lên để chúng ta đẩy những cái viên trắng này vô đây không? Viên này không? Đưa xuống đây, đưa viên trắng này qua, ok không cái những cái viên trắng này nó lệch á, nó lệch chút xíu nữa mình sẽ nói cách để mình chỉnh lại, nó cũng dễ lắm các bạn. Ok, còn một viên trắng nữa, trắng đây, viên trắng đây thì nó phải nằm vị trí này nè nó mới vô được không? Nó có nhiều cách làm để mình làm không, đây không, ví dụ đây nè, mình đưa vào đây đây thì mình đổi lên đây không, đổi hai bên ok không. Chẳng hạn như mình muốn xây những cái này lại
À, để xíu mình xay ha, cái chỗ đó cũng có chỗ xay, nó cũng đơn giản. Rồi, giờ làm gốc. Thì gốc này mình sẽ đưa tới những cái gốc nào. Đầu tiên mình bật những cái thanh lại, những cái thanh này cho nó đều lại. À, cái này chưa đều nè, bật lên. Để mình đưa gốc vô thì cái thanh này cũng đều luôn. À, mình giải thêm cứ công thức xíu xíu lên làm mà bình thường chứ không có gì hết ạ. Bây giờ thì các bạn chơi Rubik thì nó tiện hơn hồi xưa. Trắng trắng xanh cam, trắng xanh cam mà bên này nó lên không được nè, để không được không thì mình cho nó đi một tour dưới này, đi để trắng bên đây không, để bên đây cho nó đi cho nó dễ đi gì chứ, chừng nào nó cái thế nó vô được thì mình tính tiếp này, cái thế nó vô được nè, vô được nè, để cái mặt trắng này đi trên đây được, được ở đây mình xây cái thanh cạnh này xuống để nó cùng chiều này không, để mình chút xíu mình đưa lên nó không, mình trả về nó không bị ngược cái thanh cạnh này, đưa nó qua đưa lên ok không, cạnh này không, màu này với màu này trúng nè, màu xanh màu trắng xanh cam, đưa tới vị trí của nó à, nó cũng ngược này. Cho nó đi một tour, nếu nó đi một tour mà chưa được các bạn cứ đi tiếp ha, này chưa được này không, đi tiếp một tour nữa. Được rồi nè, trả về, quay cái thanh cạnh này xuống, mình để mặt trắng bên đây cho nó dễ làm, không? Chứ mình cầm gì nó hơi khó này không, cầm gì nè, trắng đây, rồi hai 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 viên gốc, viên này, trắng xanh đỏ, vô được nè, không? Mình đưa cái thanh cạnh như xuống, chuyển qua, đưa lên, ok không? Còn một viên trắng nữa, viên trắng này. Nhưng cái này nó kẹt ở đây thì mình đưa xuống, mình đưa qua, mình trả cái này về để mình nó đều này không, rồi mình cho nó xem một tour xuống này không, đưa này xuống, đưa này qua, đưa lại ok. Dễ không? Rồi bắt đầu mình làm những cái viên này, viên nào cũng được các bạn, chỗ nào cũng được, tùy mình làm gì nào thuận thuận á, mình để vậy làm nó dễ hơn một chút không, ví dụ viên này là viên xanh thì mình tìm viên xanh đây, viên xanh đây à. Bây giờ hai viên xanh nó nằm gần nhau nè không, mình đổi viên xanh này qua đây, để viên xanh lên đây, vô chỗ này xíu xíu lên không, viên này đưa viên này qua bên này, nếu cần đưa viên này đi cũng được, tại vì bên đây cũng được không, bên đây nó cũng trống trải nè, mình mới làm gì nè, up bên này lên, down này xuống, xoay nó qua, ok không? Thì cái viên xanh nó qua bên này, thì mình đưa nó lên chỗ này, này. Bây giờ mình nạp cái viên xanh vô chỗ này không? Mình đưa xuống chỗ này nè. Nhưng mà nó mình đưa cái viên này vô viên gốc nó văng ra, thì mình né viên gốc một bên, bên này. Mình đưa viên xanh lên đây, mình đưa viên trắng vô, ok không? Chỗ này mất che mất xíu là lần viên lần sau mình sẽ làm cho mang gì nè à, để gì không viên mình tìm à, viên đỏ xuống đây chỗ này ở chỗ này không được không à, viên đỏ này xuống đây chỗ này không có không à, viên xanh này có một viên rồi nè, viên xanh này xuống đây xuống đây xuống đây cũng không có luôn nè, viên xanh này á mình đổi qua bên này, rồi từ bên này mình đi ngược lên, chỗ này trống ở dưới đây làm rồi, đưa lên, úp một bên, úp này, cái đường ranh này đi được nè, cái đường ranh nó cong qua đi được nè, quay qua, đưa viên xanh lá này tới đây, viên xanh lá này đi vô đây được, đón cái viên xanh lá này được, đưa xuống không, xanh lá chung đây, đưa cái viên gốc này qua một bên. Chỗ này đưa viên xanh vô, đưa viên này vô, xoay này lên ok, rồi viên cam này vô được nè, né viên cam xuống dưới thấy không, cam này không, đưa cái viên cam này xuống, móc cái viên gốc thì nó đi chung với cái viên xanh làm rồi, bên đây qua gốc ở đây vào đây, đưa cái viên cam lên, đưa cái này qua
Rồi đấy. Ok. Rồi. Viên cam này cần viên cam chỗ này. Chỗ này. Chỗ này. Không. Chỗ này. Bây giờ vậy nè. Mình dời viên cam qua đây. Rồi mình dời viên cam qua đây để mình làm luôn hai lần cho bạn thấy không? Đây, viên cam đây. Đưa lên. Tại dưới đây mặt trắng làm rồi nè, bên đây còn trống nè, mình đưa viên cam lên. Mình cần cái viên cam á nó nằm chỗ này nè. Mình cần chỗ này. Giờ mình đổi viên cam này qua bên này. Đưa này xuống. Mình đưa này xuống cũng được. Không? Bởi vì viên cam nó cái góc này trống mà. Mình đưa xuống đi cho thành quy trình ha. Đưa lên. Đây. Đưa này qua. Viên cam nằm đây. Không? Giờ những viên cam này đó cứ dùng ốp một bên đau một bên viên này nó chung vô đây không. Đưa này xuống góc này không né viên góc qua một bên và đây đưa cái viên cam lên đây đưa qua đưa lên ok rồi viên xanh này xuống đây cần viên xanh nằm đây bây giờ mình dời viên xanh qua đây để gì hai viên này cần gờ nhau đưa này xuống không cần đưa cũng được các bạn ha viên xanh này có rồi nè giờ qua đây rồi nè ở tại viên xanh nằm ở đây nè không mình tìm à đây 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 để nó đi vậy nè mình có đây rồi mình không thấy giờ mình dời lên mình thấy nó nè đưa viên này xuống dời cụm này qua một bên đưa viên xanh này vô dời này qua đưa lên ok không viên đỏ này được nè đưa viên đỏ qua đây viên nào kẹt quá đó các bạn làm viên khác cũng được không cần làm hết đôi đôi thì đâu làm viên khác nhưng mà làm bằng hết đôi đôi bạn nhớ đó, viên này đưa viên này xuống đưa hết cụm góc này một bên viên đỏ này đưa lên đây đưa này qua đưa lên ok không viên đỏ này qua đây à, qua đây à, qua chỗ này không có nè đây vì cần viên đỏ chỗ này để nó dời lên đây không rồi mới dời vô đây rồi mới dời vô đây nó đi theo cái hướng xéo xéo này không cái gì đó mình nhìn cu vi mình sẽ biết thì mình dời cái viên đỏ này nè qua bên đây ở dưới đây làm rồi còn làm trên đây không có ảnh hưởng đưa lên đưa qua đưa viên đỏ lên đây đưa này xuống nghe chỗ này nè đưa xuống đưa cái gì này lên này đưa viên góc qua trả lại lên rồi. Ok không xong từ dưới không ok đặt lên bây giờ mình làm những viên này à, mình lật này lên cũng được lật lên cho nó đẹp còn cái này những cái viên cạnh sau cùng á mình sẽ làm một công thức để mình úp nó xuống viên xanh này viên đỏ nè viên nào làm trước nè viên xanh nè ai viên xanh không viên xanh này nó chung vô đây được nè này nhưng mà bây giờ chung vô mất viên này mình đẩy cái viên này qua một bên viên này nè không đẩy qua một bên đưa viên xanh này dưới lên đẩy viên xanh này qua ok đưa xuống cái không viên đỏ nó không được viên đỏ bắt đầu mình tính đường đi của nó nghe làm sao cho nó chung vô đây không vào đây, đây nè. Viên đỏ này qua bên này lên bên này không được viên đỏ này nè đẩy qua bên này hai viên này làm rồi các bạn đừng có quan tâm đó khi mà mình làm vừa xong viên này đó mình quay qua mình làm lại viên này liền là ok nó mới nằm đó đó nó không đi đâu đó. Viên đỏ đưa lên không thấy không đưa nó qua đây chưa mất hai viên này hai viên xanh không sao đưa xuống kế không viên đỏ ở đây không rồi. Đưa viên này lên đây đỏ lên đây đưa cái viên đỏ này lên cứ canh thế nè cái rainbow của các bạn á nó khác mình nhưng mà bạn cứ làm gì không đỏ đỏ
đó, xanh đưa dây này xanh này lên thì nó dướng bên này, xanh này không dướng cái này, nó không nó hai dây xanh này nó trùng nhau nè. Rồi viên xanh này qua bên này, viên xanh này nè mình đưa qua bên này. Đưa qua bên này. Bây giờ viên xanh này đưa lên, mới đưa viên xanh nó qua trả về. Ok, bây giờ mình lấy lại những cái viên này mất nè, lấy những viên mất nè. Đưa này xuống đây, viên đỏ từ bên này qua bên này. Các bạn sẽ gặp những tư thế nó kẹt khí lắm, nhưng mà các bạn cứ từ từ làm không. Rồi, cái này mình xây lại cũng được, hai những cái ghép này mình cứ để im vậy đi, chút xíu mình xây lại. Rồi viên này, hai viên này đưa một viên xuống này, không viên này để mình tính đường đi của nó. Viên này ở này, này khó ha. Viên này qua đây, viên này không mình đưa qua bên này, không mình đưa qua bên này. Rồi. Rồi lấy lại viên xanh này. Cái không. Rồi bây giờ tới viên xanh này mất rồi nè. Giờ mình cứ làm viên này tiếp đi. Rồi mình lấy nó sao, không? Đưa viên này qua đây. Đưa viên này qua đây. Đưa viên cam qua. Cứ làm viên cam các bạn. Còn mấy viên kia nó cũng chạy vùng vùng đó. Rồi. Cam xong, không? Viên xanh, viên đỏ, lấy lại viên đỏ nè. Viên xanh đây, lấy lại viên xanh, mình đưa nó lại gần đó các bạn, đưa cho nó lại gần đó không, rồi bắt đầu tính tiếp. Đây, bây giờ nó xéo này không, bắt đầu tính này không, đưa viên bên đây. Được. Đưa giờ này qua đây. Đưa giờ này lên. Đưa viên thanh lên. Cái không, xong. Này, cái không. Tất cả đều ok. Bây giờ mình xây những cái viên cạnh này lại. Xây viên cạnh là bạn làm ấp một bên nè. Mình xây cái viên cạnh này lại. Ấp một bên nè. Tạo một bên nè, đưa qua. Rồi. Rồi mình bên đây, mình đao một bên nè, ấp một bên nè, xoay qua. Thì cái gì mỗi lần mình làm công thức là hai cái viên này nó xéo nhau, nó nhảy lên nhảy xuống, đây nhảy lên đây, đây nhảy lên đây, thì lúc này bằng lại, đưa xuống. Một viên không, tới viên này, ấp một bên nè. Đào một bên nè, đưa lên, đào bên này, ấp bên này, xuống, ấp xuống, ok, xong hết không? Còn mấy cái góc, rồi để mình cắt clip đi không? Bây giờ mình tìm một cái góc nào á nó đúng không? Mình tìm cái góc nào nó có đúng chưa? Đó, không có đúng nè, này viên này đúng rồi nè. Viên này đúng mình để chỗ này không làm ha, F ăn lò F R F ăn lò F R hai lần ha, viên này nó không có đi. Viên này xạ chưa đúng nè, viên này chưa đúng, viên này chưa đúng. Khi mà nó có hai viên đúng á thì mình phải phá ra. Một viên đúng này được, nhưng mà hai viên đúng mình phải để một cái tư thế khác mình phá ra, làm sao có một viên đúng thôi. Các bạn đừng quan tâm nó chạy hướng nào nha, chuyện nào nó vô thôi, chứ các bạn quan tâm nó nhớ mất công lắm. F R nè, F L nè, F R nè, F đúng rồi nè, đúng rồi nè, đúng rồi nè, cái không
tất cả các góc thì đúng hết rồi, đúng vị trí hết rồi không? Rồi khi mà có hai góc lật lên giống vậy á, tương tự như hồi nãy mình nói, mà nếu có hai góc đúng thì mình phải phá ra, còn nếu có hai góc mà nó đúng vậy nè, mình cũng tìm cách mình phá ra. Không, mình để như vậy thì một góc đúng, nhưng mà góc này đúng rồi, thì hai góc này là không có đúng, mình để góc sai nè. Mình làm mà F R B ăn là 6 lần giống vậy. Hai nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6. Ok. Bây giờ mình để im vậy, cái mình lật lên được góc nào á, không? Tiếp tục cứ vậy, cứ làm 6 lần vậy hoài. Các bạn khỏi đếm 6 lần cũng được, các bạn coi nó thồi lại á, thổi lại mặt vàng này nè, nè viên này đúng rồi, ba viên này sai, mình để chỗ này. Nếu chút xíu bạn làm nữa đó mà nó lật lên hai viên góc đúng đó, mình cũng phải để chỗ sai, mình làm tiếp, mình phá ra. Cái cu vi nó khó chỗ đó đó các bạn. Đây là để góc này đúng nè, 6 lần. Cứ làm khi nào nó thổi lại hết này là đúng rồi các bạn, chứ khỏi cần đếm 6 lần một công ha. Mình làm xíu mình thấy nó thồi lại á, mình làm một tua vậy nè, cái mình nhìn lại xíu đó, nó được. Ok xong không, bắt like rất là đơn giản nè nó à, các công thức mình làm xong hết rồi đó, rồi mọi chuyện đều ok hết rồi đó. Ok mình giới thiệu sơ sơ không, cục này à, thì nó cũng vậy y chang ha, nó cũng y chang vậy đấy, thay vì không có góc thôi, nhưng mà nó không có cái tâm, thành ra mình nhớ màu và mình đem cục 3x3 hay cục này ra mình so nè, màu vàng ha, ở trên màu cam, là con cái màu xanh, là con cái màu đỏ, là con cái màu xanh, là cái màu trắng, cứ vậy làm y chang, không có viên cạnh, không có viên góc vậy thôi. Ví dụ là lên nè, không lên nè, xuống nè, xuống đổi 3 viên không, 3 viên rồi, nhích lên bên này, nhích xuống bên này cũng đổi ha, đổi 2 viên hay đối diện ha, mà nó này nó hơi khó xây chút xíu rồi, nhiều khi mình xây nó không được luôn chứ đừng nói ha. Nè qua đổi viên hai bên ok không, rồi đi trực tiếp vô cục này y chang không có gì. Cục này á người ta kêu là cạc viên trio cúp, thì nó có hai dạng các bạn, một dạng á là nó màu trắng gì luôn, màu trắng với màu trắng, màu trắng màu trắng không, là một cái cục mình nhìn vô nè, màu trắng nè, nó giống như một cục Rubik 3x3 vậy đó, thẳng từ trên xuống, nhìn đây màu trắng nè, lật qua một cái nhìn thấy màu xanh nè, màu xanh cái này thiếu màu xanh rồi, đây màu xanh đây, không màu xanh ở dưới màu xanh, đâu vậy đó, đây màu xanh, đó, không, mình nãy mình phá ra một viên rồi, vậy không, à, bên đây màu vàng, ở đây màu trắng, còn có những viên nó dính luôn, màu vàng thẳng thì đây luôn, màu xanh thẳng luôn, màu đỏ thẳng luôn, ha, thì cục bích này giải y chang như cục này, nhưng mà nó hơi khó chịu chút xíu. Mình phải nhìn tư thế này nọ không, thì nó hơi khó chịu. Còn Rambo thì cũng vậy, nên nó quay theo Butterline nè, nó vậy ha, quay vậy đó. Thì cứ quay Rambo ra y vậy, y như cái cục kia này, cứ quay Rambo ra. Các bạn làm cục này á, các bạn phải chơi rành cục kia, không chơi được cục này chứ mấy này nó rối lắm, nó cũng rất là rối không.
chăng luôn á. Bây giờ mình vô á, trước khi mình vô á, mình nhìn vậy nè. À, một cái cục màu trắng, màu trắng đây không. Bây giờ mình nhìn một cái cục, mình tạo một cái cục màu trắng. Cái viên này đó, cái viên cạnh đó, cái viên cạnh này nè, của cái cục này nó dính thành một cái viên, còn cái này nó cắt làm hai viên, một viên này với viên này, không? Thành ra đó nó nhìn thấy giống như là ba cục 3x3 nó luồn vô vậy đó, nhưng mà nó là cubi, nó không khác nhau chơi. Cái thứ hai nữa là cái này có góc, mà cái này nó bỏ cái góc này ra, nó bố trí góc cũng được, nó bỏ. Mà nên khi mình vô á, mình phải chỉnh lại, chỉnh không? Xây này qua, đây, mình nhìn thấy cái mặt trắng ha, đó, xây dưới lên, này chưa thấy mặt vàng nè, xây này xuống, xây này xuống, rồi ok không? Xây lên, này mặt xanh chưa có, đưa mặt xanh xuống, đưa cái này xuống, mình cứ chỉnh vậy thôi không, cứ xây chỉnh thôi, tại vì cái viên này, hai cái viên này nó không có chạy, viên này nó không chạy qua đây được, nó không có xây được nè, đó nó xây này được luôn chứ, đó, nếu nó xây được thì mình cứ xây, đó, mình chỉnh lại, nó dụ gì vào đây, không, nó cứ chạy vòng vòng đó, mình cứ chỉnh, đó, mình cứ đem tới mình chỉnh. Còn lẽ lý do mình phá thêm cái đoạn đó nữa, các bạn phá thêm ha, các bạn xây quay đây, rồi bạn xây bằng phá, rồi bạn giải những khúc đó thêm, mình khỏi giải cái đó đi, nó cũng đơn giản mà, cứ chỉnh cứ gom về đây, rồi gom lên trên, cứ xây lên xây xuống thôi, nó cũng chạy vòng vòng đó đó. Rồi bây giờ mình coi nè, vàng đúng nè không, trắng đúng, đỏ đúng chưa, đỏ đúng nè, ở dưới đây cam đúng chưa, cam đúng nè, xanh lá đúng nè, xanh dương đúng. Cục Rubik là bây giờ á, từ bây giờ trở đi các bạn giải cục này á là các bạn để im gì không vậy, không có đụng gì hết trơn, ví dụ bạn xây vậy không thì các bạn phải đổi. Mình hồi xưa nay mình giải cái này mình cũng hay phá trên đây, bây giờ phá ra nó lâu ha, các bạn cứ vậy giải ha, nó cũng chạy vòng vòng nữa ha. Rồi bây giờ hoặc khá lẩm chẩm, lẩm chẩm cũng giống cục này nhưng mà nó khó nhìn hơn, các bạn cứ từ từ chỉnh ha. Nói chung cục này là phức tạp á, rồi mình chỉ giải beta line ngắn thôi, thì nó là beta line chứ không có gì trơn, nó thêm những cái thanh này thôi chứ không có gì hết ha. Rồi để coi coi, đúng rồi, giải bằng đi nồ ha, những dòng này sẽ bị đi nồ. Rồi bây giờ vậy nè, kiểm tra lại kỹ không, mặt vàng nè, trắng nè. Cục này mình review rồi, mình có file trong file QV á, mình gắn ở dưới link á, review rồi. Mình không có tính giải, nhưng mình thấy cái QV này hơi khó nhìn là mình giải cho các bạn ha. Giải để các bạn tham khảo, các bạn về biết làm QV. Còn những cái này lởm chởm hoặc những cái phá những cái thanh này ra, các bạn nghiên cứu thêm. Dễ mà, đâu có gì đâu. Rồi, bây giờ vậy nè, mình chọn. Bây giờ mình giải cái mặt trắng này. Sau lên tới mặt vàng này. Giải mặt vàng lên mặt trắng. Thông thường thì Rubik này là giải mặt trắng trước, xong rồi lên mặt vàng. Này trắng không, bây giờ mình giải bốn cái viên trắng này, không bốn viên trắng không, viên trắng này muốn vô đây, viên trắng này không, lên đây, lên đây, lên đây, qua bên này, đây không, đây có viên trắng này, không đây có viên trắng, để mình coi coi, trắng này lên đây, lên đây. À, đây qua bên này, đây mình đưa cái viên trắng này nè qua bên này, xuống xuống lên ha, xuống bên này trước đi, xuống xuống lên. Cái khó của Rubik này á là nó nằm ở chỗ này nè, chứ không phải khó những cái thanh này hoặc là lởm chởm. Lởm chởm thì nó hơi rút mắt chút xíu, nhưng các bạn cứ từ từ làm là được. Cái khó nhất của Rubik này là phải làm sao mình giữ hết này, không bao giờ mình gặt giống như cái này mình gặt được, cái này mình chuyển thế bên đây được, rồi mình chút xíu mình trả về không sao hết trơn á, còn này không có, cái này mà phải đúng vậy, làm đúng vậy mới được, xuống xuống lên, dù muốn giờ viên trắng qua đây phải xuống xuống lên, chứ mấy cái thanh này lệch trơn, lệch rồi không biết màu sắc ở đâu hết trơn, khó nhìn màu mặt. Rồi bây giờ là trắng này, viên trắng này nè, nó sẽ trùng qua bên này,
xuống đây, xuống đây, lên đây, đây. Ok, được viên không? Bây giờ tới viên trắng này, cái này không, viên trắng này thì đây, đây nè, trắng này không thì nó đi theo cu vi nó lên đây, này qua đây, ở đây có một viên à. Thì y như cái cục này, ốp một bên, đau một bên, dặn qua, đổi viên trắng như đây à, ok không? Nhưng mà cái này á, các bạn ốp một bên, đau một bên á, thì cái này nó lệch, các bạn phải dặn lại một cái nữa. Nhớ nhà viên đỏ trên nha. Để không, giờ viên trắng này qua bên này, ốp nè, để không, đau nè, để không, đẩy qua, vút qua, trả về, trả về. Cái này lệch đấy, cái này nhìn lệch, nhìn thấy liền, cái này lệch không bao giờ bạn nhìn thấy đấy. Này bạn nhìn sao nhìn thấy xanh đỏ tím vàng lum, đây là cái này nè, sai lệch. Nếu chắc ăn nhìn bốn cái viên vàng này chắc cú, nếu nó nằm vậy là không được nè, đâu có nhìn thấy bốn cái góc vàng này đâu. Nhìn xuống, xuống rồi, nhớ nha, nhớ lúc nào phải trả về cụm này. Khó nhất cubic này là cái như đó, còn mấy kia đơn giản không có gì trơn, y như cubi, y như cubi luôn, không khác gì trơn. Rồi bây giờ viên trắng, trắng này nè, viên trắng này nè, 1 2 3 y như cubi, xuống xuống lên lên. Nếu viên này muốn chung như đây thì bên đây lên trước, lên đây, lên xuống, xuống, ok, lên lên xuống thì các viên nó đứng yên chỗ, các viên này nè nó nằm yên chỗ, ba viên không, viên này nữa, viên này đây, viên này qua bên này không được, viên này qua bên này. Khó ha. Viên này khó chịu vậy. Viên này qua viên này, viên này qua đây, lên đây, đây nè, viên này nè, rồi xuống đây, thấy không? Nó khó nha, chỗ này nè, mình đổi nó qua bên này. Nhưng mà nhớ làm xong trả cái này, xong trả cái này nữa, lên nè, lên nè, đẩy qua, trả này về, trả này về, trả này về, vàng nè, trả về nữa. Khó chịu ha, đây không, viên trắng đây, chung vô đây, coi đây nè, thể này qua, đổi hai viên trắng này, ốp bên này nè, đao bên này nè, đẩy qua, trả này về, trả này về, xây này lại. Dễ xài quá. Rồi được 4 viên trắng. Cái không? Rồi. Tầng 2. Mấy cái tầng này không? Rồi. À, chỗ nào cũng được các bạn. Viên này á là viên cam. Cam đây, đây. Viên cam này, viên xanh này, với viên này. À, viên này muốn chung vô đây, bên đây lên trước. Lên. Đây. Lên xuống, các bạn làm cái này á, các bạn quan niệm lên lên xuống xuống ấy. Những cái cục cu vi các bạn giải quyết nhanh với lắm chặt nha, rất là nhanh luôn. Còn các bạn quan niệm nó là butterfly hoặc cái gì đó, r l đồ mất công dữ lắm, thì các bạn giải quyết marbleit các bạn giải quyết không nổi. Viên này là viên cam, viên này là viên xanh, chứ xanh đây, viên này, viên này với viên này, ba viên. Viên này, viên xanh này nó muốn chung xuống đây thì bên đi lên trước,
lên đây, lên đây, xuống, điều tay nghe, nó mới giữ được cái này. Ok, được hai viên rồi nè. Bên đây cũng đúng rồi nè, các bạn nhìn thấy không? Cam đúng rồi ha, xanh đúng rồi ha. Bên đây có viên cam đúng rồi, bây giờ mình làm viên này viên xanh. Viên xanh đây. Xanh đây khó ha. Viên xanh nằm chỗ này mới vô được nè. Viên xanh bên đây, qua bên này, đây nè, đưa viên xanh này qua. Rồi chút xíu á, mình trả về á, lên bên này nó không, y như bên kia, xuống bên này, đẩy qua, trả về, trả cái này về, trả cái này ngược về. Bên đây có trả không? Ok này không? Đó đúng. Xanh kiểm tra lại. Rồi. Trắng xong rồi. Cái này cam đúng rồi, bây giờ viên xanh, xanh này nè không? Viên này, viên này, viên này, ba viên. Nào. Viên này muốn chung vô bên này á. Bên đây chứ, không? Viên này, viên này, viên này. Viên này muốn chung bên này á thì bên này lên trước. Lên. Lên. Xuống. Xuống. Xanh cam kia không, cái này xanh nữa, một viên xanh đây nữa, viên xanh này, viên xanh này không, hai viên xanh này đó không được các bạn, nó phải nằm bên này nè, hai viên này nằm xa vậy nè mới được. Viên này thì đổi với lại viên bên này hơi khó chịu ha. Đây viên xanh chung vô đây. Hai viên này đổi được nè, mà nó bị văng như này không biết nè. Đưa viên này qua đây. Đây, đổi viên này qua. Văng mình tính tiếp. Cái khu vi nó có cái hay các bạn. Cái khu vi nó có một cái rất là hay là khi các bạn làm xong á. Các bạn làm xong mà các bạn thấy nó văng, nó vừa văng ra đó, các bạn lấy lại cái ngọt. Rồi, xanh ha, bốn góc xanh không? Trắng cam này, viên cam, cái này viên xanh, cái này viên cam đây có nè, đây không, chỗ này hai viên này, hai viên này nó chung vô đây, tại vì cái thanh này nó phải trả về vị trí cho ảnh á, nó phải sửa hai viên này lại, xanh này nè, này cam không, lên lên xuống xuống. Rồi viên xanh này chung vô đây là bên này. Đi vậy, không mình đổi hồi nãy mình lấy á, nó bị đảo á. Tại vì nó nằm chỗ đó nó kẹt quá. Rồi. Cam đúng nè. Xanh đúng nè. Vàng đúng, thiếu viên vàng này. Thiếu một cái viên, hai viên này. Viên xanh với viên vàng không? Viên vàng này qua bên này, qua bên này, bên này, đây, đổi hai viên vàng này, xây này lại, viên vàng này không, với lại này, này, đưa viên vàng vô đây, đây nè, xuống này. Nó khó một cái là xuống xuống lên đấy các bạn. Rồi, rồi, thế viên vàng vô đây, lên, lên, xuống, xuống, ok, kiểm tra lại bốn góc đúng không? Viên này viên xanh, viên màu xanh đây, viên xanh nó đi đây nè,
rồi mình tìm trên đường đi nó có bạn đi đây 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 có viên này, đây có viên xanh này. Bây giờ mình đưa viên xanh qua đây ha, lên lên xuống xuống rồi đưa viên xanh này vô đây ha, bên đây lên trước lên lên xuống xuống kệ ha. Ủa mặt này mặt đỏ chứ lộn ha, mặt này mặt xanh đúng rồi, mặt này mặt đỏ lộn rồi. Mặt này là mặt đỏ, mặt này xanh đúng rồi, dễ lộn đó các bạn, cam đúng rồi, mặt xanh đúng rồi, hai viên này mặt đỏ, mặt vàng đúng rồi. Cái này sao lại thế vô mặt vàng với mình lộn ha, viên này qua đây lên đây, ở đây có viên đỏ nè, đưa viên đỏ lên đây không, viên đỏ này, viên đỏ này với lại viên đỏ này lên lên xuống xuống trả cái viên này về, một viên đỏ bên đây, viên đỏ nữa ở này lên đây 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 có viên đỏ nè, giờ viên đỏ qua đây không, xoay này lại nhớ nghe, viên đỏ này nó qua lúc bên này lận, thành ra đưa cái viên đỏ này lên đây chút xíu trả lại đây lên đây không, viên đỏ này lên xuống xuống trả này về, ok vàng này không, trắng xanh xanh đỏ đỏ ở dưới này nè, bốn viên xanh đúng rồi, viên này mặt trắng đúng rồi nè, cái này thiếu mặt trắng ta, sao mình làm bị thiếu ta, hay là mình làm mặt trắng chứ, mình làm mặt trắng mà lại văng mất viên trắng chứ, trời ơi thiệt tình. Trắng đỏ xanh xanh văng mất viên trắng này tình không, trắng đây sao lại văng trắng này ta, đi cục vậy sửa lại không sao các bạn không, cái này cũng khó chịu với bộ cục này khó chịu cho mình, thấy mình tính không giải rồi, mình thấy để các bạn giải nhưng mà thật sự nó cũng khó đây không, lên lên xuống xuống đưa cái mặt trắng này vô lên 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 xuống xuống ok trả không già vậy rất là khó chịu ha, rồi trắng ok không, này mặt xanh đây này viên này cũng qua bên kia lên lên xuống sửa lại các bạn, hồi nãy mình làm sai đó, xuống cái này là viên viên cam viên xanh đúng rồi, trắng đúng rồi ha, mặt xanh đúng rồi nè, mặt cam đúng rồi, mặt xanh đúng rồi, xanh này các bạn nhìn bốn góc này nè không, mặt vàng đúng rồi, đỏ đúng rồi. Kiểm tra lại xanh không, xanh đây ở dưới đây xanh ok, vàng ok, bốn góc không, trắng đỏ cam, mặt trắng xong cái này xong, các bạn phải kiểm tra lại tại vì khó kiểm tra, cái này các bạn nhìn vô bạn thấy liền là cái này khó lắm, còn cái này không, bây giờ làm trên chỗ này là mặt mặt đỏ, đưa hai viên đỏ xuống bấm đây trên đây á, chút xíu chúng ta xây lại được hai viên đỏ như vậy, bây giờ chúng ta xây lại không, lên
lên xây bên này, trả về, xây lên bên đây, xuống lên, xây qua trả về, xây hai viên đỏ xuống, nó giống y như cái này các bạn. Đây, lên bên này, xuống bên này, xoay qua, lên bên này, đẩy bên này lên, up bên này, down bên này, đẩy này qua. Các bạn coi clip ra like của mình kế bên đó, xoay này lại, ok ha, nó xoay cái viên này lại, xoay cái viên cạnh lại. Cái này cũng vậy, mặt đỏ xong ha, vàng ok, này à, mặt xanh. Mặt xanh cũng ok nè, mặt cam, còn một viên cam với một viên vàng, còn lại cái này mình xây lại cũng được các bạn, chút xíu mình xây lại cũng được ha. Bây giờ còn viên vàng, mình đưa viên vàng này vô. Ê, à, viên cam chứ, viên cam này không đúng nè. Viên xanh này cũng không đúng nè, viên cam này không, mình đưa viên cam này qua đây, mình đưa viên cam đây, đây, đưa viên cam qua bên này, ha, nó sẽ mất một số viên đỏ đó, nhưng mà mình lấy lại được. Rồi, viên cam, đưa viên cam lên, xây viên cam qua. Có hai viên cam không? Ở đây viên xanh, viên xanh này qua đây, đây không? Ốp này lên, đưa viên xanh này qua mà, đưa viên xanh xuống, ok, cái này về, viên đỏ đúng rồi nè, viên xanh, còn viên xanh này, còn viên xanh viên vàng. Khó chịu ha. Viên xanh này qua bên này, không, sẽ qua đây, sẽ qua đây, viên xanh qua bên này nè, hai viên xanh này đưa xuống đây. Các bạn đừng có ngại những chân viên trong nó phá, các bạn cứ làm thoải mái đi, sửa lại sao này không, up bên này, xuống bên này, đẩy lên, trả về, trả này về, coi cái lớp kia ha, trả cái này về, cái này vậy, ok không? Bây giờ bắt đầu sửa nè. Cam này đúng rồi, đưa nó qua đây, đỏ, này đỏ phải không ta? Xanh, đưa như này lên đây. Y như cái kia các bạn tham khảo ha. Đúng nè không? Đúng nè không? Đúng nè không? Đúng nè, các bạn coi động tác mình kỹ, chỗ này nó hơi khó chút nha. Bây giờ mình xây hai cái viên này lại. Xây lại. Xây lại. Up bên này. Up bên phải. Up bên tay này. Đào này xuống. Xây qua. Trả về. Trả về. Dưới này, up bên này, down bên này, up bên này, xoay qua, trả về, trả này về, xoay lại, ok không? Xoay lại chứ. Trắng trắng, cái này xây sai rồi nè. Hộp xây ba cái luôn hả ta?
đây nữa, y như cái này các bạn. Hồi nãy mình có làm đó, mình có làm up down để mình chỉnh cái cạnh đó. Còn mấy các bạn coi thêm. Làm lại không? Up bên này, down bên này. Xoay cái này qua. Trở về. Trở về. Down bên này. Up bên này. Xoay qua. Trả này về. Trả này về. Xoay lại. Cái không? Đỏ đúng rồi nè. Tương tự như vậy. Các bạn đợi mình chút nha. Sao rồi? Điện nó không vô. Nè, làm lại. À, trời nóng quá các bạn. Bật máy lạnh nó là nóng quá. Rồi ha, mình xoay này lại không? Mình xoay cái này lại. Y như nãy mình xoay chỗ này nè. Đó bên này. Đó bên này. Xoay qua. Trả về. UV nó hơi khó chỗ này hả các bạn ha. Các bạn theo dõi toàn tay của mình thì nếu bạn có cục này là cục hay đó chứ. Nó rất là hay chứ. Đó là chưa mình chưa giải những cái phần lõm chõm á. Nếu mà các bạn chịu khó giải lõm chõm nữa các bạn còn thấy nhiều cái hay nữa. Rồi, ok. Xong ha, cục vàng. Mặt vàng ha. Mặt trắng. Trắng nè. Này mặt vàng ha. À, mặt cam ok ha. Mặt đỏ ok. Mặt xanh ok. Mặt xanh lá ok. Đây. À, giới thiệu sơ các bạn những dòng cua Betalight cơ bản. Thì lúc trước khi mình mở đầu khởi đầu kênh á thì mình lại làm những cục phức tạp quá. Giờ mình làm cái cục cơ bản để các bạn có thể có cái nắm cơ bản ha. Tham khảo thêm. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều ha. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.